mới đây tôi đã phát hiện ra 4 đoạn parody của Vanh Leg đều đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Kiểu như là nó bị chặn ở quốc gia Việt Nam. Tôi xin chia buồn với các bạn. Tôi rất là buồn. Và đây thông tin thông báo cho các bạn là 4 bản parody cực kỳ nổi tiếng của Vanh Leg đã bị xóa. Video này không khả dụng ở quốc gia của bạn do có khiếu nại về bản quyền của VCPMC. Chia buồn với bạn. Mình thích cái bản này. Quá chán luôn. Cẩn thận có Vanh Leg lại bị xóa kênh chảm chết chắc. Thứ hai là bài này. Đại ca lớp 12. Đội đăng một này, đây bài mới nhất, lại tiếp tục bật đại ca lớp 12A của Vanh Leg. Đây mình sẽ chứng minh đây là Vanh Leg gì. Đây hơn 4 triệu người. Đây vẫn video này không khả dụng của quốc gia của bạn do cái khiếu nại về bản quyền của VCPMC. Thứ ba là cái bài hai bài này, Tết nhà bà Hoan. Mình xin chia buồn với các bạn. Ngoại vẫn báo là video này không khả dụng ở quốc gia của bạn do có khiếu nại về bản quyền của VCPMC. Mình rất tiếc cho Vanh Leg. Mình đã ủng hộ Vanh Leg hơn cả Sư Tùng rồi. Nhưng mà cuối cùng Vanh Leg bị xóa tận 4 bản parody. Giấc mộng ca sĩ thứ tư. Video này không khả dụng ở quốc gia của bạn do cái khiếu nại về bản quyền của VCPMC. Đi của Vanh Leg đã bị mất rồi. Mình rất là tiếc. Là một trong những fan của Vanh Leg hơn 4 triệu người đăng ký. Nhưng mà 4 bản parody này lại bị tách khỏi quốc gia Việt Nam rồi. Mình rất là buồn. Và đây là tin buồn cho bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy like và chia sẻ cho mình. Bạn bè xem nhé. Và nếu thấy hay thì có thể comment và subscribe. Và để thông báo tin buồn cho bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye.